cái đó để đánh đàn nó có thể nhìn nó có thể hòa biết là xong thời gian đấy đánh thành tiếng chuẩn bị các thứ chỗ nào không hỏi không người ta sẽ không trả lời gì hết được chưa và khi nào chuẩn bị đến khi nào người ta nói là hết giờ con đánh đi nếu người con đánh không cần đánh trước không cần ư con chuẩn bị xong rồi con đánh luôn không cần biết được chưa bao giờ người ta bảo mình đánh người mình đánh chân có thời gian chuẩn bị kỹ được chưa xong hết phần xác định thì sẽ đến phần miệng miệng thì sẽ có bốn câu hỏi thì nó sẽ bốn câu hỏi thì nó sẽ nhắc lại cho con là câu hỏi một thì sẽ đánh hai lần xong hai lần thì em sẽ nói cho cô là hai lần câu rồi người ta và các yêu cầu của cô đã cho con biết rồi đúng không và mỗi yêu cầu mình nhớ mình trả lời ngắn gọn chú ý thế thôi không cần nói gì nhiều dài dòng nhá để tiếp tục đến câu hai câu ba câu bốn tương tự đến câu bốn thì tôi có thể không hỏi thì người ta sẽ không trả lời được hết nên là cố gắng xử lý thật kỹ thế chưa và cũng không có những gì nằm ngoài những cái mà cô nói với con ta cứ tự tin chủ động nhá nào tự tin chủ động nhá con đánh lan này trước hay là đánh lan từ trước con đánh cô làm xin làm trưởng nhưng mà cô không nên
home.